Rồi, chào mừng quý anh em đến với kênh của mình nha. Thì có một số anh em hỏi mình như thế này: ủa sao anh nuôi gà mà thả lan thả rong nhiều quá mà không thấy nó bệnh? Sao hay vậy? Thật sự anh em hỏi câu này, nói câu này thì mình khoái lắm nha. Nhưng mà phải nói thiệt câu, gà ông bệnh tơ lừa chứ không ai không bệnh đâu nha. Còn như cái đám này là gà con, cái này là mình cũng thả ra nè, nó chạy lang bang nha. Cái này là nuôi một coi nha, trong kia nữa kìa. Nhưng mà được cái nó khỏe mạnh. Thì thực chất á, khỏe mạnh là mình nhờ là mình ngừa bằng thuốc nha, chứ không phải là mình hay ho gì. Với cái môi trường sống á, cái môi trường sống của con gà làm sao nó sạch, nó khô à, khô ráo sạch sẽ. Bên cạnh đó phải có thêm rau cỏ là cho con gà nó ăn đó. Bản thân của mình cũng vậy thôi, mình mà sao nhãn 3-4 ngày thôi nha, không ngừa cái bộ này là con gà vẫn bệnh như anh em mình bình thường nha. Nhưng được con cái là mình cũng cố tình mình để khoảng 5 ngày 6 ngày là mình để mấy lần vậy à. Không mà để kiểu đó là gà nó bệnh liền đó. Bắt đầu có cái hiện tượng là nó buồn, mặt nó buồn, đầu nó sò sò xuống, nó sổ mũi ha đó. Là mình dập thằng này vô một ngày đầu là nó không ăn thua gì. Ngày thứ hai bắt đầu con gà nó tỉnh lại liền đó. Thì thật sự mình rút ngắn được cái khoảng thời gian mà chăm sóc con gà, với bên cạnh là mình không có quan tâm gà nhiều lắm là nhờ cái bộ này thôi nha, để mình có cái thời gian mình đi làm cái chuyện khác. Thằng này á, thì nó cung cấp cái dinh dưỡng cho con gà. Thằng này á, thì nó hỗ trợ ngừa úm và trị bệnh luôn nha, tùy theo cái liều dùng mà nó có tác dụng khác nhau. Đây là cái này mình đang xài nha, nó còn khoảng đâu đó 2/3 cái hũ này thôi. Hũ này thì 200g, 200k. Bình này thì anh em cũng biết ha, 1 lít 300k, tổng cái bộ này 500k. Cứ nuôi hoài tới với cái bộ này nha, là anh em mình vững tin trên con đường mà lập nghiệp nuôi gà. Đặc biệt hơn nữa là những anh em nào mà mới nuôi á, nên thủ cái bộ này ở nhà đi cho chắc ăn. Đó, mùa này không biết khi nào gà bệnh đâu nha. Và những anh em nuôi lâu thì có kinh nghiệm, nhìn sơ qua là biết con gà đã sắp bệnh rồi, và bệnh gì luôn đó, thì người ta ngừa hiệu quả. Còn những anh em mà chưa rành lắm ha, thì nên thủ bộ này đó. Rồi, hãy cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Anh em nào có ủng hộ thuốc của mình thì cứ alo ha, 0932125072 nha. Rồi, tạm biệt cả nhà.